Vâng, xin kính chào cô chú anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái tiệm đồ cũ nằm tại thành phố cảng Yokohama thuộc Nhật Bản. Anh chị em đã biết thì hàng ngày hàng tuần mình vẫn lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ này để săn tìm hàng bán lại cho các bãi tại Nhật Bản. Thì bên cạnh đó có rất nhiều các sản phẩm cao cấp. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết để cho cô chú các bạn ở Việt Nam tham khảo. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Thì trước mắt cô chú các bạn đây là một cái sảnh bán rất là nhiều đồ điện tử, hàng đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng xài lướt. Thì ngay bây giờ mình xin quay cho cô chú các bạn những sản phẩm độc, lạ, đẹp. Đặc biệt ở đây có cái đầu cối nhé, lát nữa mình sẽ quay sau. Đấy, thì trước mắt cô chú anh chị các bạn mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá tại Nhật Bản để cô chú các bạn ở Việt Nam có thể tham khảo và lựa chọn. Đấy, hiện tại con này nó nặng bao nhiêu kg thì mình không thể báo trước được nhé, không thể báo trên video được. Hiện tại là con này là con Mastock MC7300, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng hơn 60 triệu. Loanh quanh 60 triệu, hơn 60 triệu chút. Hiện tại đây có hai con giống nhau anh chị em nhé. Có hai con giống nhau, bày bán giá y như nhau luôn. Tất cả những hàng này là hàng tại Nhật Bản, được các chuyên gia Nhật Bản kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Hàng còn nguyên bản gốc anh chị em nhé. Hàng nguyên bản gốc, chưa đâm đụng, chưa sửa chữa, chưa ngập nước. Thì lát nữa cái cuối video này mình sẽ cho anh quay cho anh chị em xem cái khu vực nó bán cái hàng bãi, bãi thải, bãi rác. Đấy, thì dưới đây có mấy con đĩa than, mấy con mâm than, nhưng mà hiện tại bây giờ mình quan sát là nó mất hết kim rồi nhé. Kim nó không còn nên là mình thôi không quay cho anh chị em xem nữa. Mình chỉ quay những con nào còn đầy đủ nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin về cứ thế là xài thôi. Đấy, thì bây giờ ở đây có một con chiếc đầu cối rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết những cái chỗ đẹp nhất và những chỗ xấu nhất để anh chị em có thể tham khảo và lựa chọn. Con này thì hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá rất là cao luôn. Con này là con Akai GX747 DBX. Anh chị em chơi những dòng đồ cối thì con này nó đã quá nổi tiếng. Cái dòng 747 DBX này thì quá nổi tiếng. Con này hiện tại trong tình trạng còn rất đẹp, còn giữ được nguyên úp mâm hình trái tim. Đấy, đây là mâm úp của nó này. Đấy, bây giờ cái quay cái điểm xấu nhất của nó thì anh chị em có thể quan sát và lựa chọn những con này. Thì mình theo mình ở Nhật thì nó bán thì mỗi một năm, hàng năm tăng giá, hàng năm thì mỗi một năm tăng giá khác nhau, giá chỉ có đẩy lên không bao giờ thấy hạ xuống. Dòng Akai 747 DBX này hoặc là dòng 635D hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng loanh quanh 120 triệu. Nên là anh chị em là ở Việt Nam mua được những con tầm 100, 101 thì chúc mừng anh chị em nhé. Đấy, hiện tại bây giờ rất là đắt luôn. Điểm xấu nhất và điểm trừ của con này là hiện tại ba cái phím này, phím nguồn với những cái phím rê này là bị có dấu hiệu oxy hóa. Đấy, ba cái phím này là xấu nhất trong cái con đầu AK này. Điểm trừ duy nhất như vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ là trên thị trường Nhật bán rất là cao luôn. Khoảng 120 triệu, 120 mấy triệu tiền Việt Nam tại Nhật Bản. Mình thấy con này là hàng năm đều đẩy giá lên nhá, vì độ khan hiếm và độ chịu chơi của không chỉ anh em Việt Nam mà anh em trên toàn thế giới. Con này nó quá nổi tiếng, xuất một chất âm cực kỳ hay, trong, mượt, ngoài cổ. Đấy, thì ngay bây giờ xin tiếp tục quay và giới thiệu cho cô chú các bạn những dòng sản phẩm âm ly. Trước mắt của chú các bạn đây là một chiếc đèn ông PMA1500R mắc đôi, hay còn gọi là 25 mã. Con âm ly này thì đã quá nổi tiếng trong giới anh chị em chơi dòng cỏ cỏ rồi. Con này thì chỉ hơn chục triệu thôi. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 55.000 yên thì nó khoảng 10 triệu mấy trăm ấy. Giá con này bán tương đối cao. Đấy, trong tình trạng còn nguyên giấy tờ này, còn rất đẹp luôn. Sản xuất năm 2000. Con này thì có cái ưu điểm là nó có thể phối ghép vào rất nhiều các dòng loa và giá tiền của nó cũng vừa phải, hơn chục triệu.
tại Nhật nó bán hơn chục triệu nha anh chị em nhá. Thì tiếp đến thì giới thiệu cho cô chú bạn một mẫu PMA Danone 1600NE. Con này là con âm ly phân khúc tầm trung rồi, hiện tại ở Nhật đang bày bán với giá mức khoảng 19 triệu, khoảng đấy. Trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn, nguyên zin. Hàng xài lướt nhá, mới xài qua một vài lần. Chị em biết Nhật Bản người ta xài rất là kỹ, xài bảo quản giữ gìn rất là tốt. Đa số người Nhật người ta mua về người ta ít khi mở, mở nhỏ nhỏ thôi, kiểu vậy. Nhưng mà cái không khí ở Nhật cũng trong lành, như là thời tiết khô thoáng, đồ nó rất là bền đẹp. Đấy, trước mắt của chúng các bạn tiếp theo là một mẫu đầu cối máy nằm của hãng Pioneer. Con này trong tình trạng còn tương đối đẹp, hàng xịn nhá, hàng chưa đâm đụng, chưa sửa chữa, hàng bảo hành Nhật, về ghim điện cái là ăn ngay. Tất cả những con mình quay này có anh em để ý có tem màu hồng nhá, tem màu hồng tức là hàng nguyên zin, Nhật đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Con này là con JT710, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 16.500.000. Đó, đây là cái khu vực hàng xài lướt nhé, hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn trong tình trạng rất đẹp. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình, xin quay cho cô chú anh chị các bạn một mẫu CD. Con này có thiết kế rất là đẹp, mặt vàng chanh của hãng TEAC. -10. Con này hàng bày bán tại Nhật với giá khoảng 12.000.000, 11.800.000. Trong tình trạng rất đẹp. Anh chị em nào quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì có thể chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang chạy trên màn hình của chú anh chị các bạn. Hiện tại những cái con này mình chưa biết nó cân nặng bao nhiêu nên là không thể báo ngay trên video này để cô chú các bạn có thể lựa chọn được. Bởi vì về đến Việt Nam nó còn theo cước đường bay hoặc đường biển, cô chú anh chị tùy chọn. Anh chị em có thể chụp lại màn hình mình xem lại cái số cân nặng của nó thì báo giá sau trên Zalo để cô chú các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Đấy, trước mắt cô chú các bạn tiếp theo là một con Marang SD4000. Con này là con cassette anh chị em nhé, con đầu cassette, đầu câm kiểu này chạy băng cassette không? Cái này anh em đa số là những cái em cứng cứng tuổi hoài niệm ngày xưa thì hay chơi cái dòng này. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 44.000 yên, nó khoảng hơn 8 triệu tiền Việt. Đấy, đây là những cái quang cảnh khu vực hàng xài lướt và chưa qua sửa chữa nhé, chưa qua sửa chữa. Những chiếc nào thiếu thì nó báo luôn. Đây, những chiếc đầu đĩa than này thì đa số là mất kim, đa số là thiếu kim nhé. Thiếu kim thì nó bán với giá rất là phải chăng mà. Nhưng mà đa số là mình không thấy kim thì mình không quay. À đây, duy nhất có chiếc này này. Duy nhất có chiếc này là còn giữ được nguyên kim, nguyên xịn. Danone DP59L hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 13.900.000. Giá gốc của nó hơn 20 triệu anh chị em. Giá gốc của nó hơn 20 triệu. Đấy, đây là khu vực hàng xài lướt. Bây giờ xin kính mời cô chú các bạn tiến về cái phía bên trong đằng sau cơ nhé. Hàng này là hàng bãi, hàng bán thải loại. Mình để ý chắc cả tất cả các tiệm đồ cũ tại siêu thị Nhật Bản thì nó có hai khu vực hàng bán hàng chưa qua sửa chữa còn nguyên zin nguyên bản và cái hàng đã lỗi. Hàng này là hàng chết anh chị em nhé. Hàng chết thì để đây khoảng 3 tháng, sau khoảng 3 tháng thì không bán được đấy. Thì đa số là nó thanh lý xuống bãi với giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, sau đó xuống bãi thì người ta đi về Campuchia, sau đó đi tất cả các nước khu vực Đông Nam Á. Về Việt Nam, sang Lào, sang Campuchia, Thái Lan. Về anh em Mông Má độ lại đi thì nói chung là xài cũng tạm được. Nhưng mà một thời gian sau thì nó xỉn, nó xuống nhanh lắm. Đấy, đây là một chiếc, quay cho cô chú các bạn một chiếc âm ly cổ của hãng Chio K8100. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 1 triệu nha anh chị em nhé. Triệu tiền Việt. Giá chết mà, giá bán mù mà. Đấy, đây là toàn cảnh cái khu vực mà hàng chết.
ở Việt Nam anh em hay gọi là hàng bãi. Hàng này sau 3 tháng không bán được, bắt đầu nó thanh lý xuống dưới bãi. Có khi chở một xe tải 20, xe tải 5 tấn, 7 tấn luôn. Khi mà nó thanh lý xuống bãi thì nhiều cái nó không đồng anh chị em. Thế thì nhiều khi anh em thấy cái hàng bãi Việt Nam có những chiếc rất là rẻ là nó như vậy. Bởi vì bên đây nó đầu vào, nó thu vào là bằng không đồng luôn. Gọi là 1-2 đồng thì kiểu như ly cà phê kiểu vậy. Đấy, quay chi tiết cho cô chú các bạn xem cũng biết. Chứ ở Việt Nam đôi khi anh em không biết, cứ bảo con nào cũng xịn, con nào cũng nguyên. Không phải đâu anh chị em. Đây, anh em quan sát có thể thấy là tem mà viền gần cốt là rụng rời hết với nhau, loang lổ. Đấy, nát bét là như vậy, bắt đầu nó không bán được. Ở Nhật thì thực sự anh em là ở Nhật thì không ai thắc mua cái thằng này. Đấy, như con này là bán tại Nhật với giá khoảng 300 ngàn, cặp loa này 300 ngàn. Đấy, về Việt Nam anh em độ lại đi bán với giá rất là phải chăng. Chứ không có nguyên bản 100% đâu anh em, nó chỉ khoảng độ 10% là còn nguyên zin thôi. Còn 90% là hàng thải loại của các trung tâm thương mại này. Đấy, đây là đài, đây là radio cassette rất là nhiều luôn. Radio cassette toàn ngày xưa bán 100.000, 200.000, 70.000 một chiếc. Đấy thì hàng ngày, hàng tuần mình vẫn lang thang tại các trung tâm này, săn tìm hàng bán cho các bãi. Thì thượng vàng hạ cám luôn anh chị em. Có cả những món đồ đắt tiền, đa số là hàng rác. Mang xuống bãi thì các bãi, chủ người Việt, chủ người Trung Quốc, chủ người Campuchia ở Nhật thì người ta mở bãi ra, người ta thu mua lại. Sau đó thì người ta sẽ đóng container về tam giác vàng khu vực Myanmar, Lào, Việt Nam, Campuchia. Đấy, sau đó thì bằng một cách nào đó người ta đi vào cái đường tiểu ngạch ấy, đi khắp nơi trên khu vực Đông Nam Á. Đấy, người ta hay gọi là hàng bãi, nên là khái niệm về hàng bãi. Còn cái hàng xịn bên đây anh để ý cái tem màu hồng này, là hàng tuyển tại Nhật, nó bán cho tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Và đa số người Nhật cũng mua rất là nhiều luôn. Người Nhật ta đến tìm kiếm và mua đồ rất là nhiều. Vì giá trị sử dụng của nó vẫn còn nguyên, đồng thời nó còn rất là đẹp luôn, nguyên sáng loáng luôn. Đấy này, cái khu vực hàng lướt. Có những cây đàn 5-7 triệu, 1-2 chục triệu cũng có luôn anh ạ, rất là nhiều luôn. Đấy, máy ảnh thì là máy kỹ thuật số, rồi đồng hồ, radio, cassette. Nói chung là Nhật Bản thì anh chị em biết là thiên đường của đồ cũ, đồ đã qua sử dụng. Anh chị em nào mà sinh sống và làm việc tại học tại Nhật Bản thì thường thường hay biết những cái tiệm đồ cũ thì nằm rải rác trên khắp đất nước Nhật Bản, với lượng hàng hóa vô cùng khủng khiếp luôn. Hàng năm thì mang lại lợi nhuận hàng tỷ đô la cho quốc gia của Nhật Bản. Ngành đồ cũ vô cùng phát triển. Đấy, thì đây kế tiếp này, rất là nhiều các dòng khác nhau, hàng gia dụng trong gia đình rất là nhiều luôn. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, thì hàng ngày hàng tuần mình cứ lang thang tại các trung tâm thương mại này, nhiều khi hoa hết cả mắt anh chị em. Săn tìm những món đồ độc lạ. Đây là khu vực đồ độc lạ này. Nó hay có những khu vực hay bày bán những đồ độc lạ. Đồ độc lạ, đồ cổ ngày xưa đấy. Đây như này, quay cho anh chị em mấy con đầy chiếc bình cổ này. Bình thủy, bình đun nước cổ ngày xưa đấy. Hàng này là hàng cao cấp của nhà giàu của những thập niên 80-90 kiểu vậy. Hình dáng rất là đẹp, được chế tác như là bằng đồng sao, giống đồng đấy. Đấy, chiếc này vừa nãy mình xem của nó là thực ra bản chất của nó là chiếc bình đun nước, bình thủy, bình đun nước dạng mai so đấy. Nhưng bây giờ ít ai dùng cái bình này, cảm giác nó rất là nguy hiểm. Đấy, bình này bây giờ chắc chỉ mang giá trị trưng bày thôi. Nó cao khoảng 38 cm, 35-38 cm, nhìn rất là đẹp, rất là sáng, chế tác rất là tinh xảo. Nhưng mà mục đích chính sử dụng của ngày xưa đây là nó để đun nước anh chị em. Bây giờ ít ai dùng cái này nhỉ. Anh nào cũng có thể mua chiếc này về xong là độ lại làm cái gì đó thì được. Có thể độ lại làm cái gì đó thì cũng hay, bài cũng đẹp. Đấy,
Đây là khu vực bán đồ độc lạ anh chị em nhé. Đây là chú chuột này. Chuột vàng, đây là chuột vàng, hàng phong thủy. Rất là nặng luôn, cảm giác nó bằng hợp kim anh chị em, đúc bằng hợp kim. Xong mạ chrome đồng. Đó, đây là khu vực bán đồ độc lạ và đồng hồ nha anh chị em nhé. Đồng hồ, túi sách, hàng hiệu. Đấy, thì bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng dạo quanh ra ngoài nhé, ra phía ngoài. Sau đó thì mình đưa anh chị em về tiếp tục cái phòng của mình. Mình đang sinh sống thì quay cho cô chú các bạn một số các món đồ như là nồi cơm điện. Nồi cơm điện với lại một số con đồng hồ thì bữa khác mình quay tiếp. Nay mình về được mấy con nồi cơm điện trong tình trạng khui hộp. Thì bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng mình di chuyển nhé, di chuyển ra phía ngoài. Hôm nay là ngày thứ bảy, tiệm rất đông người mua sắm nên là trời bây giờ nó cũng tối, tối muộn muộn rồi. Bây giờ mình di chuyển ra bãi xe lấy xe, sau đó thì tiếp tục về cái căn phòng nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama. Tiếp tục quay cho cô chú các bạn xem một số các mẫu nồi cơm điện trong tình trạng khui hộp, hàng đập hộp luôn. Mình bóc ra cho cô chú các bạn cùng xem. Thế bây giờ anh em di chuyển ở bên ngoài, anh em nhìn thấy ngoài trời. Bây giờ trời đang đổ tối nhưng màn đêm bắt đầu buông xuống rồi. Đấy, đây là bãi xe thành phố đã bắt đầu lên đèn. Anh chị em chờ trong giây lát nhé, mình vào xe sau đó mình di chuyển ra ngoài. Thì nhà mình ở cách đây khoảng 3 km thôi, cách cái tiệm này khoảng 3 km. Di chuyển cho anh em một lúc thì mình, anh em chờ mình trong giây lát. Về phòng của mình tiếp tục quay cho cô chú các bạn xem những cái mẫu nồi cơm điện hàng khui hộp trong tình trạng đẹp xuất sắc, sản xuất công nghệ mới nhất năm 2022. Đấy, thì đây là chiếc xe của mình. Mình hay chạy quanh quanh khu vực Tokyo. Còn hôm nào mà đi xa thì mình đi xe to hơn, to hơn 3 này. Đấy, thì anh em chờ trong giây lát nhé. Mình lên xe để tiếp tục di chuyển ra phía ngoài. Sau đó mình di chuyển về phòng của mình đang sinh sống. Tiếp tục quay cho cô chú các bạn. Cái xe này của mình bây giờ là đầy ắp hàng nhé, đầy ắp hàng bán cho các bãi. Đấy, bây giờ mình di chuyển ra phía ngoài thì anh em chờ mình trong giây lát. Đây là phía anh em có thể quang cảnh buổi tối đã lên đèn này. Đấy, bây giờ tiếp tục chờ một chút cái đèn đỏ này qua, sau đó thì tiến về phòng của mình luôn. Mình bỏ cái đoạn video ngoài đường đi nhá, bởi vì quay cho cô chú các bạn cái cảnh quang cảnh đèn đỏ mà sang đường tấp nập xe đạp và người đi bộ. Mình di chuyển tại Nhật Bản này hơn chục năm nhưng mà chưa gặp trường hợp nào ô tô vượt đèn đỏ anh chị em. Kể cả đường có vắng tanh vẫn không vượt đèn đỏ. Ý thức tham gia giao thông của Nhật thì nói tuyệt vời luôn. Nhật Bản thì có hai cái mình thấy tuyệt vời nhất là tham gia giao thông, ý thức tham gia giao thông và môi trường Nhật Bản rất là sạch. Đấy, thì cái đoạn video vừa nãy thì mình cắt rồi. Bây giờ tiếp tục về cái căn phòng của mình quay tiếp cho cô chú các bạn cùng xem. Đấy, thì đây là những cái mẫu đồng hồ đẹp xuất sắc, hàng tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản, hàng đã qua sử dụng nha anh chị em nhé. Thì để cái clip lần sau mình quay, lần sau mình quay thì hôm nay cái thời lượng của chương trình nó cũng tương đối dài này. Để anh em chờ đợi rất mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn. Những cái con này lần sau mình sẽ quay và báo giá chi tiết về Việt Nam để cô chú các bạn tham khảo và lựa chọn. Những con đồng hồ bày rất là đẹp luôn, long lanh và lấp lánh. Đây vừa săn được chiếc bật lửa khủng. Bật lửa khủng người chắc là về đóng phim hài thôi, to như hòn gạch luôn anh chị em. Nó làm giá của hãng, giống của hãng Zippo đi mà không thấy tên tuổi đâu cả, không thấy đục chạm đâu cả. Bật phát lên lửa luôn. Giá con này về tận Việt Nam là 1.700.000 đồng. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi về Việt Nam cho. Nặng, to mà nặng đấy. Thì ngay bây giờ xin giới thiệu cho cô chú các bạn một mẫu nồi cơm điện của hãng Tiger này, đặc biệt là sản xuất tại Nhật Bản bằng công nghệ tiên tiến và mới nhất năm 2022. Bây giờ mình khui hộp cho cô chú các bạn cùng tham khảo. Đấy, đây là nồi Tiger hướng dẫn sử dụng khui xốp cho anh chị em xem.
Đồng thời mình báo giá về tận Việt Nam để cô chú các bạn tham khảo và lựa chọn trong gia đình nhà mình nhé. Những chiếc nồi này anh em về anh cứ yên tâm sử dụng trong vòng ít nhất 20 năm sau. Nếu mà anh em không cắm nhầm điện thì 20 năm sau anh em vẫn xài tốt. Bởi vì thực tế những cái nồi cơm anh em đang dùng trong gia đình nhà mình hiện tại đang tầm 15-17 năm. Có những con 10 năm. Đấy, mình khui hộp xốp cho anh chị em xem. Đây là một mẫu nồi cơm dung tích 1 lít nhá. Anh chị em có thể nấu được 1kg gạo dùng cho gia đình 4 hoặc 5 người. Đấy, mẫu nồi này được tặng một chiếc muôi sống chống dính, siêu chống dính của hãng Tiger luôn. Đấy, chuẩn luôn. Hàng nó rất là cứng cáp, đào cơm rất là chuẩn luôn. Đấy, con này là màu cà phê, màu nâu cà phê. Một chiếc nồi long lanh và lấp lánh. Đây anh em quan sát này. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản năm 2022. Đây, năm 2022 này. Phía trên góc là năm 2022, sản xuất năm 2022 bằng công nghệ tiên tiến mới nhất. Đấy, con này thì điện 100 anh chị em nhé. Đây là 2022 này. Đấy, ghim điện 100. Máy điện 100V hoặc 110V cũng được. 1225W. Đấy, giá chiếc này về tận Việt Nam bao ship toàn quốc giao hàng từ Móng Cái đến Cà Mau là 5 triệu tiền Việt Nam bao ship toàn quốc. Bây giờ mình bóc cho anh em mình xem tiếp bên trong nồi của nó nhé. Để cô chú các bạn tham khảo và lựa chọn. Mình đã quay chi tiết kỹ càng như này thì không cần phải chụp ảnh thêm nữa. Anh chị em xem video thì cứ nhớ là nồi này dùng cho gia đình 4 người, nấu được khoảng hơn 1kg gạo. Đấy, rất phù hợp cho các gia đình tại Việt Nam. Đấy, tặng kèm tiếp một muôi lấy gạo nữa, lấy gạo lấy nước tùy. Đấy, đây là nồi của nó này. Nồi rất là dày và nặng luôn. Nguyên xăng loáng. Mới vừa mới khui hộp xong mà. Tất cả những con này về tận Việt Nam giao hàng toàn quốc từ Móng Cái đến Cà Mau là 5 triệu nhé. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình. Cô chú anh chị các bạn, anh chị em nào quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang chạy trên màn hình. Cô chú anh chị các bạn, giao hàng toàn quốc từ Móng Cái đến Cà Mau. Cách chuyển tiền thì chuyển khoản tại Việt Nam. Bên đây mình sẽ có app của ngân hàng, nó sẽ báo về điện thoại ngay. Sau đó thì anh em gửi địa chỉ và số điện thoại thì mình sẽ gửi máy bay về Việt Nam. Khoảng 15-17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình nhé. Sau đó gửi qua số Zalo đang chạy trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đấy, thì cái clip này mình xin tạm dừng tại đây thôi. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đăng ký, theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip kế tiếp.